Rất là hân hoan tái ngộ với vị khán thính giả đài truyền hình Vista TV 57.11 trên Galaxy 19. Hôm nay là ngày thứ năm 18 tháng 5 2017. Rất vui mừng tái ngộ nhà báo Nguyên Huy. Dạ vâng, kính chào tái ngộ cùng quý khán giả đài truyền hình Vista và kính chào giáo sư Trần Vâng. Chi. Kính thưa quý vị khán thính giả nhà báo Nguyên Huy, và chúng tôi mở đầu phân tích thời sự với một cái tiêu đề rằng là tại sao ông tổng thống Putin lên tiếng kêu gọi quốc tế là không nên đe dọa Triều Tiên, tức là Bắc Hàn. Cái sự việc nó xảy ra bên lề cái hội nghị một cái diễn đàn một dình đai là một con đường của Trung Quốc họp tại Bắc Kinh, thì ông Putin trả lời với quốc tế báo chí ở đó nói rằng là ông cương quyết là chống lại những cái chuyện Bắc Hàn thử quả tiễn hành trình và vấn đề là bắn cái hạt nhân. Nhưng mà ông cũng không quên nhắc lại là chuyện, mặc dù vậy nhưng mà ông lại lên tiếng là phản đối cái chuyện đe dọa, là tìm cách làm đe dọa Bắc Hàn. Thì cái điều đó là một cái điều lạ, nghĩa là một mặt thì lên án ví dụ mà thử quả tiễn và hạt nhân, mặt khác thì lên tiếng đe dọa. Thì ai đe dọa thì mình không biết. Dĩ nhiên là đe dọa hiện giờ là chỉ có Hoa Kỳ là đe dọa, còn các cái nước khác hình như là không có cái khả năng đe dọa. Thật sự phải nói rằng là sau cái sự việc Bắc Hàn bắn một cái quả tiễn hành trình nữa mà người ta không ngờ nó bắn ở bên cùng một cái thời điểm ở Bắc Kinh họp cái diễn đàn một vành đai một con đường, làm cho Bắc Kinh bối mặt, thì bắn xong rồi thì cái quả tiễn bây giờ không ai ngờ rằng nó bắn ngược về phía Bắc và nó rơi vào cách cái biên giới của Bắc của Trung Quốc khoảng 100 km. Ông nói một cách rất là từ tốn. Ông nói rằng là ông Bộ trưởng Quốc phòng của ông Shoigu nói rằng là báo cáo với ông rằng là bắn cách 100 cây số, nhưng mà không có gì gọi là đe dọa ảnh hưởng tới cái an ninh của Nga. Ông nói có vẻ như là ông biết trước mấy cái chuyện đó, như vậy thành ra đây cũng là một thái độ rất là đặc biệt. Chúng ta thấy là trong khi đó thì là ở bên tại cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, người ta lên tiếng, người ta chống đối, nhưng mà riêng về bà đại sứ của Hoa Kỳ ở tại Liên Hiệp Quốc, bà Haley, thì bà nói rằng là bà tin tưởng rằng là Bắc Kinh, tức là Trung Quốc, có thể nhờ giúp Hoa Kỳ để mà giải quyết được cái vấn đề này. Khi bắn cái quả tiễn hành trình này đó, thì ông Kim Jong-un lên tiếng đầu tiên với hãng thông tấn của nước Bắc Hàn. Ông nói rằng là cái chuyện bắn quả tiễn này là mục đích là check, thử nghiệm lại coi cái khả năng để mà cái quả tiễn hành trình này có chở được một cái đầu đạn nguyên tử hạng lớn sức nặng hay không. Bây giờ đó giờ là bắn cái loại nhỏ, thì bây giờ để mà kiểm tra lại có chở được cái quả tiễn, chở được cái đầu đạn nguyên tử nặng hay không. Và vì ông nhắm vào cái mục tiêu là nước Mỹ, chứ ông nói một cách công khai như vậy. Nhưng mà phải nói là nước Mỹ thì trong lúc đó thì cũng rất là không có lên tiếng cái gì hoài. Ông đô đốc tư lệnh của hạm đội Mỹ, tức là lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, ông nói một câu nó rất là coi như quê vốn. Ông nói rằng là cái quả tiễn đó nó không có cái khả năng mà có thể là đi tới Hoa Kỳ, nghĩa là cái quả tiễn dầu nói là quả tiễn hành trình đường hàng xa, nhưng mà cái điều đó nó không có nghĩa là nó bắn tới Hoa Kỳ, nghĩa là Nga và Mỹ coi như cái chuyện này là cái chuyện không serious. Chúng ta nhớ là trước đây bắn hai lần rớt ở những cái vừa khỏi cái nòng bắn là đã rớt rồi, thì Hoa Kỳ lên tiếng cảnh báo rất là nặng, nói rằng cái điều đó không chấp nhận và rõ ràng là sẽ đánh phủ đầu. Giờ này cái từ ngữ đánh phủ đầu này như không còn nữa. Chúng ta và sau đó chúng ta thấy ông Donald Trump lên tiếng nói rằng là chúng tôi sẵn sàng nói chuyện. Và hiện giờ hai cái phái đoàn hai nước đã gặp nhau một lần đầu tiên ở Oslo rồi. Thì chúng ta thấy cái tình hình như vậy nó đi đến cái rất là êm dịu. Nhưng mà nó êm dịu như vậy thì nó càng rất là phiền hà cho cái nước Nam Hàn. Nam Hàn là một cái quốc gia hiện giờ nằm trong cái lo lắng chỉ vấn đề Bắc Hàn, và Nam Hàn luôn luôn tìm cách hòa giải, mà hãy hòa giải thì đương nhiên nó giải quyết đụng tới Hoa Kỳ. Hoa Kỳ luôn luôn tìm cách đánh phủ đầu. Vì thế cho nên nhân cơ hội này chúng ta nghĩ tại sao ông Putin nói cái điều đó, là tại vì ông Putin muốn có một cái chỗ trống chính trị để nhảy vào can thiệp vào cái Bắc Hàn với Nam Hàn. Và cái điều đó phải nói rằng là ông có khả năng làm được,
Vì hiện giờ giữa cái tình hình Bắc Hàn với Trung Quốc, nó đang có một cái lạnh nhạt về vấn đề ngoại giao, thưa anh Nguyên Huy. Dạ vâng. Cái theo các nhà quan sát của Nam Hàn cũng như là của quốc tế cho biết đó, thì cái hỏa tiễn mà Bắc Triều Tiên vừa thử đó thì nó lên cao tới 2.000 cây số và đi xa 7.000 cây số thì rớt xuống cái biển Nhật Bản. Nhưng mà cái nơi mà phóng cái hỏa tiễn này thì lại sát biên giới với Nga. Và nó đi như vậy thì nó đi không phải là đi qua cái vùng nhận dạng phòng không của Nga, nhưng mà nó đi giáp ranh với như vậy, và tức là nó hướng lên phía Bắc. Và vì vậy cho nên các nhà quan sát đó thì cho rằng là Bắc Triều Tiên bắn hỏa tiễn lần này á, thì lại có thêm mấy cái mục đích nữa, chứ không phải chỉ có một mục đích là đe dọa các nước Hoa Kỳ cũng như là các nước đồng minh của Hoa Kỳ mà thôi. Mà ở đây á, thì có muốn nói rằng là cho nước Nga của ông Putin biết rằng, cũng như là nước tàu của ông Tập Cận Bình biết rằng là cái vấn đề mà các ông mà thỏa thuận với lại Hoa Kỳ để mà làm áp lực với chúng tôi thì các ông hãy coi chừng, là phải để ý đến tất cả một cái hiện thực bây giờ là chúng tôi đã có một cái sức mạnh như vậy rồi, không phải là như xưa nữa. Ở đây phân tích về cái vấn đề mà tại sao thì ông Nga, ông Putin của Nga đó thì lại có một cái nước đôi như vậy, tức là một mặt thì lên án, còn một mặt khác thì lại khuyên các nước là không có tăng cường cái sự đe dọa nữa. Thì ở đây chúng ta cũng thấy rằng là thật sự ra ai cũng hiểu rằng hiện tại bây giờ theo ông Putin lại muốn ghé chân vào đó giống như là Syria ngày xưa. Thì có thể là lợi dụng cái thời cơ này để có thể kéo được Bắc Triều Tiên về phía của mình. Nhất là như Joe Suchi vừa mới nói là giữa Bắc Triều Tiên với Trung Quốc bây giờ thì đang có cái tình trạng lạnh nhạt với nhau. Vâng. Bây giờ thì chuyển sang một cái tin khác, cũng vì cái vụ bắn hỏa tiễn như vậy, liên tục như vậy thì Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc, và lần này Hội đồng Bảo an thì gồm có 15 nước, chúng ta cũng đã biết rồi. Thì chỉ có Hội đồng Bảo an thường trực là mới có 5 nước thôi. Thì thưa quý khán giả, thì Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc này đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp và để mà thảo luận về cái vấn đề mà Bắc Hàn vẫn cứ tiến hành những cái chương trình hạt nhân của mình. Thì trong toàn cái cuộc thảo luận đó thì bất cứ nước nào, cả 15 nước cũng đều lên tiếng là không chấp nhận được cái việc mà Bắc Triều Tiên lại cứ liên tục mà thử như vậy, bất chấp những cái lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc cũng như là 6 cái hình phạt của Liên Hiệp Quốc mà đã áp dụng từ năm 2008 đến giờ, là từ ngày mà Bắc Hàn đi vào cái cuộc thử nghiệm nguyên tử. Nhưng mà chỉ có một ông là đại sứ của Uruguay, tức là nước Uruguay, thì là lên tiếng và phản đối mạnh mẽ lắm. Nhưng mà nói rằng là sau đó thì ông cũng kêu gọi là tất cả mọi người cũng nên bình tĩnh. Và sau đó thì cả 15 nước ở trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không ra một cái quyết nghị nào hết. Và vấn đề là tất cả 15 nước đó đều đồng thuận rằng là Triều Tiên không nên phải ngưng cái cuộc những cái cuộc thử nguyên tử. Nhưng mà đồng thời lại không có ra một cái nghị quyết nào cả. Thì ở đây thì người ta thấy rằng là một cái vấn đề nó hết sức là phức tạp như vậy. Trong khi một cái không khí mà như giáo sư Trần Văn Chi vừa mới nhắc đến, cái không khí đang có vẻ là tiến dần đến cái sự hòa hoãn. Khi mà có một cái cuộc gặp gỡ không chính thức ở Oslo với giữa Hoa Kỳ và những cái người đại diện của Bắc Triều Tiên đang tiến hành tốt đẹp. Rồi cái thứ hai là ông tân Tổng thống Nam Hàn đó, thì ông vừa lên nhậm chức và có tuyên bố rằng là sẵn sàng và nói chuyện với lại Bắc Triều Tiên với ông Kim Jong-un. Thì đang có những không khí rất là phấn khởi cho một cái cuộc mà tiếp xúc như vậy. Thì bây giờ Bắc Triều Tiên lại vẫn cứ tiếp tục mà thử những cái hỏa tiễn của mình. Thì thưa quý khán giả, ở đây chúng ta cũng phải tìm hiểu xem và phân tích tại sao Triều Tiên thì cứ nhất định như vậy. Bởi vì là Triều Tiên có nói rằng là cái việc chính từ đời ông, đời cha của ông Kim Jong-un là vấn đề làm sao để Bắc Triều Tiên có đủ cái sức để mà phòng vệ tất cả những cái cuộc tấn công của các nước ngoại quốc nào, mà đặc biệt là Hoa Kỳ. Và vì thế cho nên luôn luôn cái mục tiêu đầu tiên của các chính quyền trong cái dòng dõi của họ Kim là đều muốn cho
nền quốc phòng của Bắc Triều Tiên phải là vững vàng, vững chắc và đủ sức để đối chọi với bất cứ một quốc gia nào, kể cả những quốc gia tiên tiến nhất như là Hoa Kỳ. Thế thì cái vấn đề đó hiện tại bây giờ đó thì là Bắc Triều Tiên không có ký kết ở trong cái hiệp ước nào đối với Liên Hiệp Quốc về vấn đề mà ngưng, vấn đề mà nguyên tử cả. Thì chỉ có một vấn đề là vì thế cho nên ông có tự do, ông muốn làm thì ông làm. Nhưng mà hiện tại bây giờ chỉ có một nước mà chúng ta thấy rằng là đó là nước Trung Quốc là có thể có đủ cái sức có thể ngăn cản và phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên được. Và chính Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cũng đã nói rằng là sẽ gia tăng cái cộng tác với lại Hoa Kỳ cũng như là các nước khác trên thế giới để có thể mà ngăn chặn cái sự tiến trình mà thử nguyên tử của Bắc Triều Tiên và phi hạt nhân hóa. Nhưng mà ở đây các nhà phân tích cho rằng là với những cái sự buôn bán mà của Trung Quốc với lại Triều Tiên bây giờ cũng như là những cái sự đầu tư của Trung Quốc vào Bắc Triều Tiên thì cái chuyện đó nó còn rắc rối, kéo dài lê thê lắm, chứ không phải là có thể cùng ngay một lúc mà có thể mà trừng phạt mà cắt đứt được tất cả những cái sự liên lạc về kinh tế cũng như là về chính trị và về tài chính này. Vì thế cho nên Trung Quốc mà mặc dầu có những cái lời hứa hẹn sẽ cộng tác cùng với Hoa Kỳ, nhưng mà các nhà phân tích đều nói rằng là những cái sự cam kết đó thì cho đến giờ phút này chưa có ảnh hưởng được gì đến Bắc Triều Tiên. Chúng ta thấy là trong lúc đó anh nói là cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp, nhưng mà đứng dậy không có cái gì cả, nghĩa là họp nói rồi cũng chốt quốc. Thì nghĩa là chúng ta thấy là cái không khí nó có vẻ là những cái nước mà chủ đạo năm quốc gia họ cũng không muốn thúc đẩy nhiều. Bởi vì thúc đẩy thì nó không bất thành về cái chuyện hòa hoãn. Và cho nên bà đại sứ của Liên Hiệp Quốc, của Mỹ, Liên Hiệp Quốc, bà Haley nói chúng tôi đang chờ đợi cái kết quả do Trung Quốc đứng ra hòa giải. Còn trở lại mà nhà báo Viên Quy giải thích hay là đặt cái vấn đề tại sao mà Bắc Hàn cứ làm như vậy là tại vì Bắc Hàn đang không muốn là Trung Quốc lợi dụng mình để mà trao đổi với Mỹ, và vì thế Bắc Hàn muốn tự ơn chúng tôi làm cái chuyện đó. Thì cái đây cũng là một cái anh hùng mà nhỏ nhưng mà rất dữ. Trở lại phải nói là nhiều nước phải nói là sau lần thử kỳ này thì ai cũng phải xác nhận rằng Bắc Hàn rất tiến bộ trong cái kỹ thuật bắn cái về vấn đề hỏa tuyến, tức là cái kỹ thuật rất là tốt và họ có thể bắn cái sức đẩy đi rất là xa. Thì người ta nói rằng Hoa Kỳ cũng như nhiều nước nói rằng là chính Iran là một cái nơi cung cấp cho Bắc Hàn về kỹ thuật để làm cho cái quả tiễn của Bắc Hàn càng ngày càng nhỏ mà nó là để đi xa được. Thì đây cũng là một cái kết hợp mới giữa Iran và Bắc Hàn. Cảm ơn khán giả chúng tôi và anh Huy, trở lại sau giây phút quảng cáo.